Đại thừa chân giáo đàn mùng 3 tháng 8 năm Bính Tý 1936. Hòa hiệp. Thầy các con, thầy mừng các con. Các con đại tịnh nghe thầy dạy. Thi. Ngọc ẩn non cao từ bây giờ hoàn thành đạo đức chuyên quyền cơ thượng căn tầm thâu nguồn cao cả để nằm tâm kinh mãi đời chờ. Thầy lấy làm may mắn vì nay có cơ hội mà hoằng hóa chân truyền để cứu độ nguyên nhân phục hồi cựu vị. Các con rất là hạnh phúc lớn lao mới đắc ngộ tâm kinh vô tự. Thầy chỉ truyền cho các con tu tánh luyện mạng. Thi. Linh hồn ngủ trước chân dần lên, lục dục phá hư chẳng dừng bền. Cửa đạo đã gài tâm tanh mùi, mê đời vật chất bởi cho nên. Đây thầy giải về chương hòa hiệp. Thi. Hòa hiệp trong đời quý báu thay, hòa tâm thân ấy mới lâu dài, hiệp quần đoàn thể như thành lũy. Hòa hiệp trong đường cuộc hậu lai. Trường Thiên. Âm dương hòa hiệp hóa sanh, dựng nền đạo đức lập thành càn khôn. Bế tử lộ khai sanh môn, điều hòa mới thể bảo tồn vạn linh. Quả là một món báu linh, là chìa khóa mở ngọc kinh bước vào. Trung Hoa không thấp không cao, không chinh không lịch không sao tiêu mòn. Còn hòa đạo đức mới còn, còn hòa mới có các con bây giờ. Hòa là phép nhiệm quyền cơ, hiệp hòa cốt yếu ban sơ loài người. Phong hòa gió thuận tốt tươi, thuận hòa thời tiết hiện đời Phật tiên. Hiệp hòa hình thể thiên liên, xác hồn hiệp nhất đạo quyền phát minh. Hiệp đoàn thể mới hòa bình, hòa bình thế giới đạo huỳnh lưu thông. Hòa cho rõ mắt đại đồng, hiệp hòa huynh đệ mắng nằm nghĩa nhân. Hòa là chi chanh chi chân, hiệp lòng bác ấy độ nhân thoát nàng. Đạo trời khắp cả dân gian, lấy câu hòa hiệp làm than vượt trần.
hiệp hòa tiên bảo kỳ thân, hiệp tâm quân tử, hiệp phần thiện lương. Có hòa hiệp mới biết thương, thương nhau mới thể tầm phương giúp đời. Lược sơ hòa hiệp đảo trời, hiệp hòa cái thế tạo thời quá sanh. Người tu khử trược lưu thanh, dụng công hòa hiệp mới thành Phật tiên. Ngũ hành hiệp nhất thân thiên, điều hòa thần khí hống viên giao hòa. Định tâm chế luyện tinh ba, biết phương sớt lại sáng qua thị thành. Thông tường nguồn lạch cõi nhanh, là phương hòa hiệp mới rành trước sau. Chữ hòa quy bao biết bao, bao trùm võ trụ thấp cao cùng hòa. Đất trời do đó mà ra, Phật tiên do đó mới là siêu thân. Những người tiền kiếp hữu căn nghe, câu hòa hiệp sánh bằng ngọc châu. Chữ hòa há dễ làm đâu, làm cho đặng ắt thoát bầu tử sanh. Ở trong một điều tu hành, một hòa hai nhân chứ sanh lòng ta. Người tu không biết nhân hòa, để cho lửa dục đốt mà cháy tiêu. Hòa ai cùng mến cùng yêu, đáng khen đáng tặng biết chiều lòng nhau. Hạ mình xuống thấp mà cao, trèo cao sẽ té lộn nhau chẳng không. Chữ hòa phương pháp phổ thông, chữ hòa hiệp đó rất công mọi người. Nhận hòa giữa đám mười mươi, tấm lòng mãn tình người người kính thay. Hiệp hòa giữ đặng là hai, bỏ đi là vợ bất tài bất minh. Chữ hòa dồi luyện đẹp xinh, hiệp tâm chi sĩ sửa mình thanh cao. Cao thượng làm nên lẽ hiệp hòa, hiệp hòa mới có các con ra. Tu thành tiên Phật do hòa hiệp, hiệp nhất hư không ở vơi già. Thầy ban ơn các con, thầy thăng. Đàn mùng 2 tháng 9 năm Bính Tý 1936. Đoàn thể thi. Cao ngôi hoằng hoa pháp màu linh, đài đạo vô vi đã phát minh. Tiếng Phật ra tay diều dắt lôi, trưởng thành chân lý khải tâm kinh. Thầy mừng các con nam nữ lưỡng phái, thầy lấy làm vui vì cơ quan vận chuyển mà phổ tế quần sanh, cải ác
tùng lương. Tu phong hóa dựng can thường, chỉnh đốn cho hoàn toàn trở nên đời chí thiện chí mỹ. Thi đầu luyện đạo tâm tấn thiện thành, định hồn những loài đắc thời hành. Chỉnh tu phong tục đời an trì, không khí điều hòa hấp thụ sanh. Thi hiệp hòa nhân loại khắp xa gần, quân tử liên hoàng tình quốc dân. Đoàn hội tương thân nhân tự trì, thể tâm ái hữu phát tinh thần. Thi bài tình đồng đạo liên hòa đoàn thể, nghĩa hiệp quần huynh đệ tương thân. Dầu xa cùng quá ra gần, chúng tâm đạo luyện tinh thần quang minh. Nòi giống ta giữ gìn nhau mãi, khôn chỉ bài kẻ dài nương theo. Chia gồng sang gánh hiểm nghèo, thương yêu khăn khích lửa dèo độ nhân. Có một mắt còn hơn mười gói, dùm mười cây mới gọi rằng non. Nghĩa tình nhiệt quyết sắc son, đồng sanh đồng tử mất còn có nhau. Hiệp tài đức dồi vào tánh thiền, nói đạo trời tân tiến đường tu. Dẫu cho những kẻ đuôi mù, cũng thương mến cả sớt bù chia lo. Chúng một bọc trong lò xanh quá, anh em dình mối cả bền lâu. Điểm tô phong quá đau màu, mở mang thế sự rõ câu chân truyền. Lẻ loi mãi chịu phiền phức mãi, trước sau lo kết giải đồng tâm. Nương đò bước thẳng cao thâm, chỉ phương thoát qua lỗi lầm tránh xa. Chung vui cuộc điều hòa nhân loại, tùy thế thời quán cựu nghinh tân. Làm cho bình phục quốc dân, làm cho bốn biển tương thân tương hoàng. Làm cho rõ gần xa hiệp mặt, làm cho thành Nam Bắc đừng xa. Làm cho chung hiệp một nhà, làm cho thế giới Âu ca thái bình. Lược sơ qua tình hình nhân loại, xa đảo trời tanh lại bao tàn. Mỗi giây thần ai dứt ngang, nghĩa tình máu mủ nhắc càng thêm đau. Vì danh lợi hại nhau mọi lẽ, vì quyền mà tách tẻ nhiều chi.
vì lòng tham cha sân si, vì ăn vì ở cha vì nghĩa nhân, vì giành giật tranh hơn thua mãi mà nghĩa tình mắt phải lao lung. Anh em chẳng đặng trong phòng, mỗi người đều sẵn lo dùng túi tham. Vạch ban ngã tâm phàm vĩ kỳ, nào chút lòng lưu ý thương yêu. Quá gian sâm phải bắt kiều, hòa giống nòi ta phải thuận chiều bắt tay. Tịnh đồng loại một màu thân thiền, đừng coi nhau như miếng mồi ngon. Đồng bào dứt nghĩa sắc son, bởi chừng chia rẽ tiêu mòn ai ôi. Đồng chúng chịu tôi bồi nền cũ, dắt dìu nhau thoát khỏi hầm trần. Làm cho ít quốc lợi dân, anh hùng để hết tinh thần chúng lo. Thì chúng cuộc điều hòa tranh giáo hân, muôn dân sẽ thấy sự vui mừng, trào lưu siêu đổ lo bồi đắp. Sướng dậy liên đoàn lý đạo nâng, nâng cao giá trị của người tu, tu luyện tánh tâm việc ám mù, mù mịt khám trần lo nhảy thoát, thoát dòng danh lời mặc ngao du. Du nhàn khiến hứng rượu cờ tiên, tiên dược uống vô dứt não phiền. Phiền trách dẫn đời không thức lý, lý nào quở phạt đứa khùng điên. Điên đảo năm châu nản chấp chồng cuộc, đời có đôi sắp ngày không, không ai biết trước lo tu luyện, luyện đạo mới mong lanh não nồng. Nồng nàng thân ấy nghĩa tri âm, chén rượu bài thơ khiển hứng ngâm. Ngâm vịnh thỏa lòng vui đạo đức, đức thuần do bởi đất minh tâm. Tâm không khó nhiệm bụi trần, ai ai biết thì lo sớm giữa mày. Mày miết trần gian mê muội trí, trí cuồng mê thuở gặp Như Lai. Lai vạn nhiều lần đạo phổ thông, thông minh mấy kẻ biết cho lòng. Lòng toàn thôi quay không tu luyện, luyện tập cơ quan quá đại đầm. Phụ lôi văn cốt trần thế, ôi là đời người mê muội. Nếu trong gai tình tội mà sao cứ lầm lũi á vào. Nhủ khuyên đời thì đã biết bao, tánh phàm tục ôi nói sao cho hết. Tình tệ thiệt
thấy đời mê mệt, đã đành cam chịu chết trong biển trầm luân. Phụ thi quân hội chót lập thành cơ đạo đức, để độ đời thoát vực biển sông mê. Cuộc tan thương nay cũng gần kề, đường chánh đại chưa hề ai bước đến. Trôi nổi mãi không tầm, vào bờ bên sông gió nhồi đành chiều lấp chôn. Trong bốn tường hãm chặt trí tâm hồn, nào còn tính khôn khôn dài dài. Sao là phải, sao là chẳng phải, gấm cuộc đời hiện tại gớm ghê mà. Cái nhân tình thấy vậy xót xa, mang chứng bệnh mê tà ngỡ ngẩn trí. Đời toan những mưu thần trước quỷ, giết lẫn nhau ích kỷ tổn nhân. Những hạng người bội nghĩa bạc ơn, lòng lang độc thấy căm hờn sôi máu đỏ. Nhìn thấy sự bắt châu mài nhăn nhó, nhắm mắt không muốn ngó đến nhân tình. Ôi là người chịu nhục chê vinh, vinh nhục gấm sự tình chua chát lắm. Bệnh trầm khá lâu ngày đã lầm, thuốc tiên hoàng gội tẩm cũng trơ trơ. Thấy cuộc đời mà muốn bỏ lỡ, nhưng không lẽ để vất vơ cho chủng loài. Ta cũng ước để lòng mong mỏi, hồi sau này cứu khổ cuộc chi ly. Lấy thuốc thần chữa bệnh tham si, trừ nọc độc ác thì thân thể mình. Ban nhập ly chết đà khó tránh, nhờ linh đơn đạo thanh giải hồn quan. Muốn cho đời thành cuộc trị an, thì phải để nhân gian tiêu diệt bớt. Người tội lỗi quá nhồi phải rớt, kẻ thiện căn tuy yêu ớt vẫn còn hoài. Muôn rõ tàn những cuộc tương lai, xem hình thể đạo cao đài tuyên bố đó. Phương chi tranh bão bồng sông gió, biển ba đào thiệt khó chống đường. Đoan chắc rằng có cuộc tan thương, qua hội ấy rõ tường đời thương cầu. Thì cổ tích xưa kia chép sử sanh, công phu khổ hành bậc tu hành, tâm sư học đào bao nhiêu khổ, nhưng cũng chịu lòn mới trừ danh. Danh hiệu cao đài phải chiếu minh, luyện quần đơn sẽ đắc trường sinh.
sinh ra chịu những muôn vàng khổ đến chết không an nổi giật mình. Nhắc lại chuyện xưa bậc thanh thông, trong ni học đạo bái thần đồng hiền viên khó nhọc dài năm tháng, mới gặp chân truyền của chánh tông. Tâm đạo xưa kia rất khó công, muôn vàng khổ hành quảng bao lòng. Minh sư đắc thọ mòn tâm trí, nay sẵn bên mình môi chánh tông. Thầy ban ơn các con thầy Thăng. Đàn ngày 27 tháng 8 Bính Tý 1936. Đạo đức. Phần thi. Ngốc hoàng thượng đế dẫn thần thông, điểm đạo nhân sanh thoát nào nằm. Mở cuộc long hoa chiêu thánh đức, hưng truyền chân lý phước cao phong. Thầy đại hỷ, các con tịnh tâm nghe dạy, thầy giải về đạo đức. Đạo đức phải đi cặp nhau, đạo là dương, đức là âm. Âm dương phải tương cảm, tương ứng, điều hòa mới thành đặng. Con người phải biết đường thiên lý, lo tu hành hoài bước trở lại chỗ bổn nguyên. Nương pháp đạo mà luyện tánh tu tâm, dùng đức cả sửa mình nên hạnh tốt. Người phải có đạo và người phải làm cho đạo rộng lớn thêm ra. Chứ đạo không thể làm cho người rộng lớn đặng. Nhân năng hoằng đạo, đạo bất hoằng nhân. Đạo đức là cái khuôn mẫu để cho loài người phải nương đó mà sửa mình, đặng mở cái trí hóa cho thông minh, sáng suốt hoàn toàn, tánh cách cho đến chí thiện, chí mỹ. Chứ con người mà bỏ xa cái đạo đức đi rồi, nào khác chi kẻ bị quán làng. Cặp nhãn quan mờ tối, có biết đường nào mà đi cho khỏi xa hầm, xỉa hố. Thi bài. Người không đạo như hồ không đáy, chưa bao nhiêu nó chảy bấy nhiêu. Người tròn đạo đức xuôi chiều, như thuyền sẵn nước gió xuôi thuận đường. Đạo tâm nhuận chân dương không khí, muôn vật nhờ bao quy hấp nuôi. Thành thơi khỏe khoắn mừng vui, trăm hoa đua nở phất mùi thanh hương. Làm cho đặng thông thương trên dưới, phước đức lành nhuận rươi khắp chung. Nhờ đây nhân vật dây dùng, nhờ đây mở quát cửu trùng bước lên. Người học đạo là nền chân lý, nhờ sức người lập chí đạt thành. Luyện tu chiếm địa vì lành, đạo khai tâm tánh bạch thanh huệ từ.
Người có đạo cũng như có ngọc, ngọc không trao nên dốc nên hình, thì đâu có vẻ đẹp xinh. Đức là trao luyện đạo hình ngọc kia, đạo đức để xa lìa nhau mày, thì khác gì thuyền lại không sông. Đức là nước chảy lưu thông, tẩm nhuần khắp cả non sông gọi nhờ. Người quân tử bao giờ bỏ đức, đức làm nên thước mực cho người. Đức còn muôn vật tốt tươi, đức mình minh, đức ráng khơi cho đời. Đức cao thượng Phật trời do đó, đức thánh hiền sáng tỏ hơn sao. Đức như cây có vỏ bao, cây mà không vỏ cây nào sống lâu. Đức tô điểm thanh cao gia phẩm, đức từ hòa nhuận tâm bốn phương. Đức làm người vật yêu thương, đức ân vô lượng phải tường mới cao. Đức âm đức dồi dào minh mẫn, đức lưu hành im ẩm tự nhiên. Đức ngưa gần với thánh hiền, người làm âm đức là tiếng trong trần. Âm đức tờ như vầng trăng trôi, không khoe mình hay giỏi cao sang. Sửa mình chánh đính hoàn toàn, trọng người như ngọc, như vàng, như châu. Thì châu trân ngọc bao quý trên đời, người thể trọng ưa khắp mọi nơi, danh vọng lợi quyền ai cũng muốn. Người tu sánh tờ món đồ chơi, chơi cho thỏa chỉ đủ mùi đời, tu khi sắc tài các cuộc chơi. Hưởng hết phước xưa dư lại đó, chừng nào mắt hoa mới kêu trời. Kêu trời trời biết liệu làm sao, quả phước đời con trước tạo đào. Phước hưởng chẳng làm gây họa nữa, có thương đứng ngó liệu phương nào. Nào con cô chỉ luyện đơn hoàn thành tựu rồi sao đặng nghỉ an. Vượt khỏi sống trần đương bủa khắp, siêng cần đạo đức mới là ngoan. Thầy ban ơn các con, thầy Thăng. Đàn ngày 13 tháng 8 năm Bính Tý 1936. Xả thân giúp đời. Thi cao thanh lá cành toại tâm nhàn, đại quý rước người đạo đức an. Tiên Phật từ bi ra cứu thế, ông đem con cả lại thiên đàng. Thầy mừng các con. Thi
đàn xa quanh co chật hẹp này, dò lần cho khéo bước chuông mây, sảy chân lọt tuốt hang sâu thầm, nếu chéo vượt qua kẻo lạc thầy. Lạc thầy muốn kiếp chịu lầm than, nghiệp quả con gieo phải vướng nàng. Chuyện kiếp thú người, người đến thú, dễ gì tránh hòa nắng mưa chan. Thầy trông thấy đoàn con chịu dài dạng cuộc trần ai, mãn tháng quanh năm vùi chôn tâm trí vào vòng danh lợi, đài đọa mãi luân hồi ở trong lò thiên quân sanh hóa. Thầy bao nở ngồi an hưởng chốn thanh nhàn, nên phải lâm phàm mà tế độ các con, dùng cơ pháp khai chánh đạo, mở nẻo thiên đàng cho chúng sanh quy hồi cựu cảnh. Giờ hôm nay thầy đến đây rồi, là ngày giờ hạnh phúc chung cho nhân loại. Thầy muốn cứu vớt các con thoát khỏi chốn hồng trần biển khổ, dứt dây quả báo luân hồi, mà thầy dùng phương pháp chi để cứu độ các con? Trong đám con, phần đông chưa rõ thông lý đạo, tưởng thầy dùng cơ giáo hóa là đủ, nào ngờ phải có một cái pháp màu bị nhiễm bí truyền để khẩu thuyết cho con nào chán đời tầm đạo. Nhờ cái pháp tâm truyền ấy mới cõi xác phi thăng, vượt ra ngoài vòng tứ khổ, các con nào thấu đáo? Thi: Tam giáo xưa nay một phép truyền, độ người thành đạo đắc thần tiên. Ngày nay thầy đến hưng chân giáo, thống nhất tam thanh chuyển diệu quyền. Các con hầu đàn phải tịnh tâm, thầy mới dạy đặng. Thi bài: Chuông tình thể rền gian thúc hối, đuốc huệ soi dần lối thoát trần. Giúp đời nhân vật xa thân, lập công đền tội gỡ lần oan khiên. Như thảo mộc chẳng riêng lợi ích, hiến thân sanh chẳng thích an nhàn. Cỏ hoa nuôi sông thế gian, muôn loài nhờ đó được an ổn hoài. Muốn giúp đời đừng nài khó nhọc, khổ bao nhiêu cũng lấp lăng theo. Phải cơn sông chết hiểm nghèo, non cao biển thầm ráng trèo vượt qua. Thủ xả thân thiệt là khổ hành, chịu nắng mưa nóng lạnh vì đời. Nhọc nhằn tâm chi chẳng lời, miễn sao giúp ích cho người đặng thôi. Loài súc vật làm tôi cho chủ, rất trung can vẹn đủ nghĩa tình.
đôi nó nào quản phận mình, một niềm với chủ hy sanh trọn bề. Thân trâu ngựa não này đau khổ, chịu lao đau xấu hổ chẳng cần. Làm thì trải hết tấm thân, đói ăn cỏ ruộng không cần sắm mua. Sự tốn hao chủ chưa nhọc sức, ở không tiền mà nhất tâm trung. Đòn roi chịu đánh thịt rùng, cái thân trâu ngựa não nùng biết bao. Khi già yếu lạnh nhào đau chết, khi lực dài yếu hết tứ chi. Làm nhiều thân thể suy vi, đã dày người thế chẳng gì xót thương. Đời bao nở toan phương độc địa, xẻ bánh da cắt rỉa phân thay. Chặt bầm trăm đoạn như vậy, có công giúp ích mà nay khổ hình. Người sao chẳng niệm tình tạo quá, nỡ lòng nào đoán xả ăn chơi. Vui chi những sự lạ đời, ăn sao ngon miệng nuốt thời sao vô. Như loài khuyển giữ đồ cho chủ, suốt ngày đêm chẳng ngủ coi nhà. Có ai lòng dạ gian tà, làm hung đánh tiếng chủ nhà dậy ra. Như con cho biết mà trung tính, đừng làm người gian nịnh nên không. Cho còn chung thị một lòng, người đâu nỡ giả bưởi bồng say ngoan. Nhỏ hơn hết người ta nhờ cây sức, con tầm công ấy biết bao. Kéo tơ lộn kén làm sao, cho nên tớ chỉ tiếc nào cái thân. Chịu khổ sở trăm phần qua kiếp, ít lợi chung sẵn dịp lo làm. Mà sống đời thôi đã hết ham, muốn nên công can quá làm nhầm sâu. Muôn ít chúng nhào đầu chịu chết, ôi chẳng đời mê mệt lắm đa. Hy sinh thú vật kia là người lính hơn hết, liệu ra lẽ nào. Thu xả thân biết bao lao lực, người giúp đời chỉ thật lao tâm. Giữ mình đừng tăng lỗi lầm, mà sao ra độ chúng đóa trầm biển sâu. Người xả thân mưu cầu lợi chúng, làm ít chung quốc chủng an hoàng. Dòng nòi ta thể một cha, thú cầm nhân loại cùng bà con chung. Người tâm chi vậy dùng cơ hội, đem đạo màu dẫn lối chúng sanh. Dạy đời dữ quá nên lành, mở mang trí óc lập thành quốc gia. Diệu tư tưởng cộng hòa toàn thể, chỉ phương tu đoạt huệ thành tiên.
mỗi người có một tánh hiền ắt là nước trị nhà yên thái bình. Thi bình tâm thủ đất lấy cơ quan, huấn luyện hồn dân được mở mang, nước trị nhà yên hòa hiệp nhất, mạnh giàu đạo đức hưởng thanh nhàn. Thầy ban ơn các con, thầy thăng. Đàn mùng 4 tháng 9 năm Bính Tý 1936. Hai mối đại ân. Thi cao cả càng không nắm chủ quyền, đài sen đỡ gót tàu khai thiên, giáo minh nguồn cội lo hoài lại, chủ ý tu hành tác Phật tiên. Thầy mừng các con. Thi trên cây thập tự suốt mồ hôi, đổ máu vì thương tội lỗi đời, chịu hết cứu chung cho vạn loài, bao nài khổ nhọc các con ơi. Đây thầy giải sơ qua cho các con rõ đạo. Cái phương châm cứu thế phải lấy đạo đức, nghĩa nhân, lễ trí làm quy củ chuẩn thành. Huấn luyện người đời cho rõ tường chân lý cao siêu, hồi tỉnh, lo sùng tu tánh mạng. Dạy người trước phải chánh tâm, tu thân, rồi tề gia trị quốc. Ai đã mang mảnh hình hài thì phải biết đội ơn hai đấng, một là trời, là đấng thanh cao phú cho loài người một cái tánh thiện lương; hai là cha mẹ, vì người thọ bẩm tinh cha quyết mẹ mà tạo ra một cái hình hài xác thịt. Điểm linh tánh trời ban cho mỗi người là cái lý tuyệt diệu cao siêu nhập vào mảnh thân phàm là hồn hiệp xác. Người nhờ cái bổn tánh ấy mà biết khôn ngoan phân biệt điều lành lẽ ác, biết phải, biết quấy, biết lo buồn, tóm lại là mọi sự thế gian đều rõ biết. Nhưng loài người cả ham mê mùi tục lụy mà chôn dập điểm linh hồn, gây tội lỗi chập chồng như non cao núi cả. Các con ngày hôm nay bị cái chứng bệnh rất nặng nề, nó ăn ruồng trong gân cốt. Các con không lo tìm phương cứu chữa thì ắt sự chết một bên. Vả lại, cái tật bệnh loài người quá ư trầm trệ, nó quá sâu dòi trong cốt tủy, sâu dòi đó cứ ngày đêm rút rỉa đục trong gan ruột phổi phèo, khí huyết khô khan, tiêu mòn sức lực, mà sẵn gặp biển thước thần y, lương phương diệu dược, ra tay tế độ, khám căn bệnh mạch lạc lẽ nào, có thể rõ căn bệnh mà cứu chữa đặng. Ngày giờ hôm nay, những bệnh nhân ấy nghe nói thì mừng vui, nhưng không đặng sốt sắng, cứ dần già mãi, bệnh ngặt nghèo mới chịu đem lại cầu cứu thần y biển thước cũng vô phương, chỉ làm ông tòa lên án, chứng chắc ngày giờ phải chết đó thôi. Ôi
cái bệnh truyền nhiễm chung cho cả hoàn cầu mắc phải, thảm than đau đớn. Bệnh ấy đôi ngày sau đã yên giấc ngàn thu. Ai lại không buồn, lo, ghê sợ mắc phải. Về bệnh xác thịt thì còn dễ trị, chứ tật bệnh tinh thần lấy làm ghê gớm tràn đầy tội lỗi, độc ác dẫy đầy khắp mọi nơi. Thầy là thần y biển thước, ngày nay đến cứu chữa các bệnh hiểm nghèo của các con. Các con không chịu uống thuốc mà giải trừ thì ắt chờ ngày chết. Ngày chết của các con là ngày các con sẽ gặp thầy một lần nữa. Các con phải quỳ trước tòa, phán xét mà khai tội lỗi của các con đã gây ra hồi còn mang xác thịt. Chừng đó, các con có cầu khẩn thầy cứu các con cũng không thể được. Các con khá hiểu ý, con nào còn sót lại đôi chút thiện lương nhớ đến căn kiếp mình thì lo tu tập, lập chí tu hành, cầu truyền đạo đức, phanh luyện tinh thần. Ấy là những con biết trọng và nuôi nấng phần hồn, trao tria hoàn toàn chí thiện, chí linh, chí bửu. Về phần xác thịt, thì các con nuôi nó bằng vật chất, như các loại ngũ cốc, cùng những món cao lương mỹ vị cho nó có sức lực và khí phách để hoạt động theo ý muốn của các con. Còn về phần hồn, các con biết tu thì cũng phải dụng quyền công của đạo pháp để vận chuyển âm dương, lược lọc tinh ba để bồi bổ cho nó đặng tinh vi hiển đạt. Ấy đó giờ khắc công phu của các con là phương pháp để ung đúc, trao tria cho phần linh hồn trở nên nhẹ nhàng, sáng suốt, anh linh, hiển hích. Vả lại nếu các con mà nhịn ăn lâu ngày thì phần xác thịt phải ốm gầy, tiều tụy, sức lực yếu đuối, suy vi, còn như các con bỏ tu thì phần linh hồn trở nên mờ ám, nặng nề, khả gián bất khả thăng, thì không phương siêu xuất tam giới đặng. Thầy Thăng, đàn ngày 26 tháng 8 năm Bính Tý 1936, Tịnh Thế Thi. Cao đức thấm nhuần khắp tứ châu, đài sen thọ hương quả linh màu, giáo dân tỉnh ngộ đường chân đạo, chủ định chiếu chương thành đạo thâu. Thầy mừng các con. Phần phú. Nguồn đạo đức thâm vi nhiệm lý, bổn chân truyền lập chỉ tìm ra. Mãi dinh hư chẳng có bao xa, nguồn tận diệt bày ra trước mắt. Cuộc xáo lộn đông tây nam bắc, nạn chiến tranh đạo tặc dây tràn. Ôi muôn nhà trăm họ lầm than, chịu khốn khổ tai nạn thảm thiết. Đạo ra đời là đời tận diệt, nên Phật tiện cho biết mà tu. Người thấy thường chắc những hèn ngu, cầm cổ chết trong ngục tù tối lồi. Khuyên nhủ mãi sau đời không tự hối, mãn vui sai hợp lội biển mê.
cuộc hành tàn dòm thấy bắt gốm ghê, người kêu reo mãi không hề đếm xìa. Tay trời đến mới kinh hồn mất vía, nhớ lại thầy thầy đã đi đâu. Quyết lấp xô biển khổ thành sầu, nhưng phải chịu bể dâu trong một thờ. Trường thiên giống chuông thanh đức truy hồn, đạo hưng cứu thế bảo tồn vạn linh. Cuộc đời đáng thị đáng khinh, đáng chê đáng bỏ chung mình làm chi. Đời đáng ghét đời đáng khi, đáng xa cho rành đáng ly cho rồi. Đời người là dũng tanh hôi, là áo nhớ bẩn, là mồi quỷ câu. Mắt phàm trông thấy sắc màu, dục lòng tham cha cắm đầu chết nguy. Trông ra nhân loại thời suy, toàn bề đâm chém chẳng vì thương yêu. Làm cho cột ngã thành xiêu, nhà hư nước loạn tiêu điều thế gian. Nhìn đời khổ lụy chứa chan, xót thương cho nổi mấy đoàn con ngu. Chiều trong khăm tối mây mù, xa chân vào chỗ lao tù ngàn năm. Thầy nhìn phát động thương tâm, đến đây chỉ chỗ sai lầm của con. Gây thành tội chất bằng non, trả cho tiêu quỷ thì còn chi thân. Mê đời chung chịu khổ thân, đạo tâm u ám tinh thần mùi mê. Thầy thấy bầy con ở thế gian vì miếng ăn, đất ở vì danh vọng mà các con cắn xé nhau, chia rẽ nhau nào khác chi rắn chung hầm. Vì đói mà cắn giết nhau, nuốt ăn nhau đâu biết suy xa nghĩ tột. Ôi! Các con đồng mắt phải tội tình chịu cái nạn chung trong ao sầu dũng khổ. Mà các con không tầm đường tẩu thoát, lo cứu vớt cho nhau, lại toan bề sát hại lẫn nhau, khờ lắm thay, dại lắm thay. Cái cuộc đời là sông mê bể khổ, con người chỉ bị ham muốn, mà linh hồn hãm chặt vào chỗ nguy nàn. Phải biết thế gian là cuộc bài trò gạt chúng, toàn là giả mộng phù vân. Bởi vậy cho nên thất tình lục dục nó luống mê xa, mồi lợi lộc. Bả vinh hoa mà chôn chặt con người trong bốn tường, sắc tài tửu khí. Thiệt đời là khổ, muôn việc chi cũng khổ. Con người vì ham đem trí não vào cuộc vui thích của tình đời mới chịu buồn lo sầu thảm, não nuột đớn đau. Mở mắt chào đời, người đà thấy khổ, ôi từ sanh chí tử biết bao nhiêu là nạn nọ tai kia. Đến khi lưng mỏi gối dùng, lại bệnh tật phát sanh, chồng chập muôn vàng sự khổ. Nhưng thế gian dẫu là chí khổ, mà khổ ấy lại cần phải có, vì có khổ thế gian mới trở nên một trường thi tấn hóa cho nhân loại.
Tuy nhiên, thầy nay hỏi thử các con, có thiệt tại đời là khổ hay tại ở các con tạo gây lấy khổ cho mình? Các con hãy xét, đời đâu có khổ, chỉ tại các con chắc khổ mà thôi. Bao nhiêu sự ham muốn đắm mê lầm lạc là bao nhiêu con đường mở rộng để rước ngay cái khổ vào mình. Không ham muốn đắm mê lầm lạc làm sao có oan khiên quả báo luân hồi. Hãy ham vinh hoa phú quý thì chịu tâm khổ, thân lao, mà muốn vợ đẹp con khôn lại bị thê thằng tử phược. Cứ mãn say mê trong trường mộng ảo, miệt mài theo bốn vách, chiều lụy với bãi tình, mà theo đuổi muôn vàn điều ưa thích muốn ham, thế mới gây nên những cái thảm họa tàn khốc cho thay nằm chật đất. Máu chảy thành sông thì biểu sao luân thường không bại hoại, đạo đức chẳng suy đồi. Ôi, đời đã đến thế thì đời chỉ là một trường tranh đấu kịch liệt, một cuộc tàn sát gớm ghê, nạn khổ dẫy đầy, đao binh chất ngất, đạo tặc lung tung, cho đến đổi cùng chung một bọc, cùng chung một nòi, mà cũng tương tàn tương sát lẫn nhau cho vừa lòng dục, thì còn chi phong tục kỷ cương tình nghĩa. Đời đã đến thế thì dầu ai trí cả tài cao, bực nào cũng đành thúc thủ vô sách, chớ có thế gì khiển nổi nhân tâm, dường ấy là đời sắp tận vong tiêu diệt đó. Nhưng tuy vậy, mặc lòng, nếu hôm nay đời lại biết lấy nền đạo đức làm trung tâm cho mối chuẩn thần quy củ, thì sự tình tệ cũng dần dần ngày một thối lui mà nhượng bước cho sự thiện lương thuần mỹ. Phải nhờ đạo đức mới huấn luyện hồn dân, chế kềm tâm chúng mà dìu dắt trở lại con đường nghĩa nhân hạnh phúc. Con người phải hiểu biết cho phân minh rành rẽ luật báo ứng nhân quả, thì mới chịu hồi tâm cải ác tùng lương mà tu phong hóa, chỉnh luân thường, để làm cái giới hạn cho nhân sanh. Được vậy đời mới lần lần nhiễm lấy đạo đức tinh thần mà ưa làm phải làm lành, biết tránh tai tránh họa. Lâu lâu con người lại thông suốt đến cả căn cơ đạo đức mà tầm ra nguồn cội của chúng sanh. Đã tầm ra nguồn cội ấy thì nhân loại sẽ bắt đầu thương yêu nhau trở lại, vì sẽ rõ biết tất cả chúng sanh ở thế gian này dầu thảo mộc thú cầm hay nhân loại chi cũng cùng chung một lò sanh hóa, cùng chung một khối tinh thần, giường ấy lớn là anh, nhỏ là em, thì lòng bác ái mới mở rộng ra, mà không bao giờ còn loài nào muốn ăn thịt, nhai xương, nuốt máu loài nào nữa hết. Con người chừng ấy sẽ trở nên chí thiện, mà không bao giờ còn những thói nhỏ nhen, hèn mạt, như tham lam, ganh gỗ, oán trả thù dơ, ghen hiền, ghét ngõ, vân vân. Chừng đó là đời đã thái bình, dựng nghiệp thuấn nghiêu, phong võ điều hòa, bốn phương cộng lạc. Ấy có phải là nhờ nơi đạo đức mà ung đúc lòng người đó chăng? Ôi, báo trọng thay cái đạo, quý quá thay cái đạo, mà thế gian còn chưa hiểu rõ. Giả như một người biết đạo, mười người biết đạo, trăm ngàn người biết đạo, cả gia đình quốc gia biết đạo, khắp xã hội hoàn cầu biết đạo, thì còn ai đâu mà sanh lòng quấy phá? Có phải là sẽ khỏi thất công cho chánh trị giữ gìn chăng? Ôi, đời đã lập hình pháp rất nghiêm, dùng khí giới rất nhiều, mà thử xem đời độc ác chẳng những cũng vẫn quần độc ác, mà còn càng thêm độc ác mỗi ngày gia tăng lên mãi nữa kìa. Chỉ có chừng nào nhân loại biết sợ cơ trời báo ứng, biết ham đạo đức tinh thần,
thì dẫu một cái tội chi thầm tối, một cái ác chi bí mật, là cũng chẳng bao giờ ai dám làm đâu. Vì thầm tối bí mật với ai, chứ với thần lương tâm, với cơ báo ứng, mà còn kính nhẹm nổi gì. Thế nên, không chi ít lợi cần yếu cho đời bằng đạo với đức. Hễ đạo đức hoằng khai, đời đã thâm nhiễm thì con người mới hết dục vọng. Mà hết dục vọng là hết tàn ác là hết khổ đau. Vậy nên các con phải chung tay hiệp sức mà ráng lo, sao cho bành trướng đại đạo, để độ rỗi quần sanh trong đời mạt kiếp này. Giả đời thường có trị có loạn, mà loạn hễ cùng là tất phải trị. Đạo cũng có thạnh có suy, mà suy đã cùng thì rồi lại thạnh. Sự thành bại hưng vong ấy cũng bất ngoại là cơ đạo chuyển. Thầy ban ơn các con, thầy Thăng.